Sao các chú lại chùm chăn nhét dẻo vào miệng ta? Của cải ở đâu khai hết ra? Của cải ở đâu khai hết ra? Thôi thôi, các chú đi cướp nhầm chỗ rồi. Bình sinh ta chỉ đi hát kiếm ăn, được đồng nào thì uống rượu hoặc đem cho, ta chẳng có của nã gì hết. À đây, quan thay sư thưởng cho ta 2 lạng vàng, ta cho học trò ta 1 lạng, còn 1 lạng ta biếu các chú. Các chú cầm lấy rồi tha cho ta đi hát cho mọi người nghe. Ta chết các chú có lợi gì đâu? Ông chết chúng tôi chẳng được gì, chẳng mất gì. Các chú mất nghe hát, nhưng vàng thì chúng tôi lấy, mà giết ông thì vẫn cứ phải giết. Bây giờ ta nhờ 3 chú đào giúp cho ta cái huyệt, còn 1 chú chạy tắt cánh đồng về ôm cho ta vò rượu ra đây. Ta sẽ uống 1 bữa thật say, say đến mê đi, rồi các chú gói chặt ta vào cái chăn này chôn ngay xuống đất. Như thế các chú thì có phần có phúc, còn ta thì được chết ngọt chết êm. Còn bài nào thật hay ta học được ở trong dân, ta sẽ hát nốt cho các chú nghe. Các chú thì được nghe hát, còn ta thì được các chú đào giúp cho ta cái huyệt, ta sẽ phù hộ cho vợ con các chú. Chúng tôi đã từng nghe ông hát, hát hay đấy, chẳng giấu gì ông. Giết ông chúng tôi rất ngại, kẻ phạm tội hay giặc giã thì giết không ghê tay, nhưng giết ông thì ai cũng ghê tay. Nên chúng tôi đã thủ sẵn mỗi người 1 bầu rượu nặng, uống vào cho đỡ ghê tay. Ông đã muốn chết vì rượu thì đây, chúng tôi xin biếu ông tất cả. Thế là các chú giúp ta khỏi đau, Còn ta thì giúp cho các chú khỏi ghê tay. Hay, hay, hay. Suốt đời ta chỉ có say mê, mê trăng, mê hoa, mê thơ, mê rượu. Có 4 bầu rượu ta chẳng thiếu, để 1 lần này ra khỏi bến mê. Ta có cái bát, ngoài men trơn trong lòng vẽ hoa cúc, để mỗi khi uống rượu ta nhìn thấy mặt hoa. Nào mời các chú, các chú hãy uống với ta mỗi người 1 hớp, gọi là rượu vĩnh biệt nhau. Nào mời các chú. Chúng tôi đã biếu thì ông cứ việc uống mà. Nếu mà các chú không uống ấy thì ta lại phải hát mời các chú đây. Ông hát đi, hát đi. Uống đi mà.
ông ấy hát thế thì chúng ta uống. À, nào, mời hai chú uống đi chú. À, uống đi. Nào, hai chú uống đi nào. Uống đi. À, nào, mời các chú, ta bắt đầu. Chớp mắt
đừng chết nữa, hay là để chúng tôi cắt nắm tóc, xé manh áo về làm tang tích. Còn ông thì trốn đi, giấu tiếng nói mình mà sống. Không được, không được. Xưa nay kẻ gian sợ người hiểu biết, Lê Văn Thịnh muốn ta phải chết. Kẻ gian ngoan vốn sẵn tính nghi ngờ, nhỡ nó sai các chú quật mã ta lên xem xác cho chắc chắn không thì sao? Lúc ấy các chú cũng chết, mà vợ con các chú thì tan tác. Hay là chúng tôi cùng liều trốn theo ông? Không được. Ông sư chạy được, chứ cái chùa không chạy được. Xưa nay người ta giữ kín mưu sâu kế là, chứ ai lại giữ kín tiếng hát của thằng Hề? Không làm Hề thì làm nghề khác, chết làm gì uổng lắm ông ơi. Người phân ra thiện ác cũng như nước có dòng đục dòng trong, quan có định có chung, Hề có chân có ngụy. Có những thứ Hề định kẻ ác như liêu thủ tâm dốc mía lên đầu sư Quách Bốc. Nhìn người đau đớn, để cho vua ngựa chiều làm vui, khiến cho cơ nghiệp nhà Lê hai đời đã phải suy sụp. Như thế là bố là anh hùng, mà con là đồ đốn mà. Ta sống để làm vui cho người đời, thấy kẻ rong chơi ăn bám tham lam, ta cười mềm cười ruồi. Thấy kẻ nịnh nọt gian ác, ta cười khinh cười bỉ. Thấy kẻ nhố nhăng, ta cười ầm cười ý. Thấy chuyện bất công, ta cười đắng cười cay. Ta cười cho sáng lẽ dở hay, kẻ gian hoảng viếng người ngay hạ lòng. Nay các chú bảo ta không hát nữa, mảnh thân tàn còn ở làm chi. Thuyệt kia chú cứ đào đi. Bài của ông Hề chúng tôi tiếc lắm, biết bao giờ mới có được một ông Hề. Không lo, không lo. Hề không đẻ được ra Hề con, nhưng đời nào cũng có Hề. Ta là kẻ đi góp nhặt tiếng khóc tiếng cười trong thiên hạ. Nếu còn kẻ nhung nhăng bậy bạ thì dân gian lại này già hè. Làm người phải lấy chữ nhân làm đầu, vui ra đi tán lão dòng câu, ta hát lão dòng ba câu.
sông lặng ngắt. Một vầng trăng, một vầng trăng trong vắt đang bay. À, trăng bay, trăng bay. Sông núi cũng đang quay. Cảm ơn.